hãng gì gì đấy cho họ dùng thử. Sau đó mình thuyết phục họ trở thành đại lý, đúng không ạ? Đầu tiên tôi là nhà đầu tư, tôi bỏ tiền ra đầu tư, tôi xin nhận lời. Sau đó họ thuyết phục tôi trở thành nhà môi giới. Tức là gì? Tôi sẽ đi tìm những nhà đầu tư tiếp theo. Và để làm được việc đấy, họ dạy tôi về đầu tư, họ dạy tôi về kỹ năng thuyết phục khách hàng, họ dạy tôi về cách thuyết trình, họ cho tôi những bài slide thuyết trình sẵn, đúng không ạ? Và họ ngồi ở dưới, họ nghe tôi thuyết trình 1, 2, 3, 4, đúng 4 nội dung như thế là xong. 1, 2, 3, 4, 5, đúng nội dung như thế là xong, không cần sáng tạo. Bởi vì một công ty mà đòi hỏi sự sáng tạo ở tất cả mọi người là không thể. Sáng tạo chỉ nên dành cho một bộ phận, một nhóm người, ví dụ như là ban lãnh đạo, ví dụ như phòng kinh doanh, ví dụ phòng marketing. Đừng bao giờ đòi hỏi sự sáng tạo ở tất cả công ty. Điều đấy là không thể. Có đúng không ạ? Bạn mà trông chờ sự sáng tạo bởi một cái đại lý nhập hàng của mình bán 5 triệu một tháng, bạn có trông chờ được không ạ? Quá khó luôn. Và đối với những tuyến dưới như vậy thì mình phải đào tạo cho họ theo đúng mô hình sao chép. Mình học được gì, mình dạy lại như thế. Tài nguyên mình chuẩn bị sẵn ra nhá. Đây mô hình của nó. Cơ chế trả hoa hồng tốt. Nếu như tôi giới thiệu một đại lý cho bạn, bạn trả tôi 2%, tôi giả sử với em, tôi không làm. Tôi không làm. Vì sao ạ? Quá thấp. Tôi đang nói một con số nào đấy, 2%, 1%, đúng không? Quá thấp, tôi không làm. Nhưng bây giờ bạn trả đến 20% thì lại cao quá, không có tiền mà giả. Thì mình phải xác định được cái chính sách về hoa hồng, nó phải đủ tốt. Đủ tốt là bao nhiêu thì tôi không biết. Có thể 5, có thể 7, có thể 10, có thể 15. Ok? Hiểu không? Hiểu thì gặp đầu cười cái trông ăn no rồi căng ra bụng trùng ra phát à? Nhá. Bạn muốn người ta tuyển đại lý thì hoa hồng trả cho người tuyển phải hấp dẫn. Hoặc là bây giờ bạn phải thiết kế mô hình ra, ví dụ tổng đại lý là 50%, đại lý cấp 1 40%, đại lý cấp 2 30%, đại lý cấp 3 là 25%, tôi giả sử như vậy. Thì các đại lý họ mới tuyển dự cấp dưới của mình để họ hưởng 5-7% trên lệch như vậy. Đúng không ạ? Vâng. Thậm chí công ty hoàn toàn có thể là sẽ cho thêm thưởng ngoài khi phát triển đại lý để họ kích thích họ tuyển. Nha, chúng ta là chúng ta phải sử dụng các cái lợi ích về mặt kinh tế khi quá trình mà chúng ta làm. Chứ còn nếu mà cứ ra sức, ôi mọi người ơi tuyển đại lý giúp em đi, họ không làm. Tất cả là đều phải dựa trên gì? Lợi ích. Ở đây có ai mua bảo hiểm nhân thọ rồi giơ tay ạ? Vâng, có 1 người, 2 người, vâng, 3 người, 4 người. Tốt. Trang chưa mua à? Anh bán nó nhá. Về mua ngay đi. Em là CEO rất quan trọng là phải mua bảo hiểm. Rồi, nói vui thế, hỏi một chút. Nhân viên bán bảo hiểm có lương cứng không ạ? Có hay không ạ? Có hay không ạ? Chính xác, nhân viên bán bảo hiểm không có lương cứng. Tại sao họ mới làm? Vì hoa hồng cao, đúng không? Đấy. Đấy, hiểu bản chất chưa? Mình đâu cần phải giảm lương mà người ta vẫn làm nhiệm tình cơ mà. Đúng không? Mô hình đại lý của anh chị cũng là thế mà, các anh chị không nhận được lương, thậm chí anh chị cũng phải bỏ tiền ra nhập hàng. Đúng không? Vậy thì hoa hồng phải tốt thì mình sẽ lôi kéo được đại lý, được chưa? Nhưng mà tốt thôi, đừng có tốt quá. Đúng không ạ? Hoa hồng 70%. Đúng không ạ? Chi phí hệ thống thêm 20%, cái giá cốt 10%. Uống vào cái gì đấy bôi vào người xong rồi ví dụ đánh son xong rồi phù mỏ. Đúng không ạ? Bôi kem dưỡng da xong rồi rộp hết. Đầy, trên thị trường đầy những cái mỹ phẩm kiểu như vậy. Mình không làm như thế, đúng không? Tiếp tục, mình sẽ đào tạo liên tục, đào tạo cho đại lý. Ví dụ, mình sẽ chia thành các lớp. Tổng đại lý sẽ cần phải học 10 module.
Tôi giả sử như vậy, đại lý sẽ được học 7 module, đại lý cấp 2 sẽ được học 5 module. Mình phải đưa ra các quyền lợi. Và đầu tiên thì mình đào tạo tổng thể, nhưng sau đấy mình sẽ không thuê ông Phan Anh nữa, bởi vì thuê ông này rất đắt, đúng không? Mà mình sẽ làm gì? Cấp trên dạy cấp dưới dạy cấp dưới nữa. Bởi vì mình thuê ông ấy một lần thôi, thì mình mới tiết kiệm được chi phí. Không nên là tôi dạy các bạn, nên tôi sẽ nói điều thẳng thắn. Bởi vì điều đấy nó không có lợi cho tôi một chút nào cả, đúng không ạ? Vâng, nhưng mà cái gì là đúng thì tôi phải nói. Mình thuê ông ấy dạy một lần cho tất cả mọi người để cho biết thiếu cái gì mình thuê mình dạy, nhưng sau đó mình phải dẹp nội địa hóa theo mô hình sao chép. Chứ còn cứ phải đi gặp chuyên gia, xong cái đứa đại lý cấp 3 cũng lại phải em phải gặp anh Phan Anh em mới trở thành đại lý của chị, thế thì chết cha anh Phan Anh rồi, đúng không ạ? 1.000 đại lý của ông, đứa nào cũng gặp anh Phan Anh thì chết. Ăn tiền nhà chết người à? Cũng được nhỉ. Ở mỗi tháng một chuyển khoản mấy trăm triệu tỷ thôi, mình cũng cố gắng gặp nè. Đấy là cái mô hình mà chúng ta sẽ phát triển rất tốt. Bởi vì các bạn thấy không ạ, bán hàng ở trên mạng người ta không có cửa hàng, nhưng người ta lại có đầy đủ các công cụ. Người ta chỉ việc nhập hàng về và người ta sử dụng các công cụ đấy. Cái quan trọng của mô hình này đấy là chúng ta phải đào tạo cho họ sử dụng công cụ đấy tốt nhất và giúp họ thành công trong cái mảng của họ. Thì cứ như thế nhân giống mô hình lên. Và tôi lại nói với các bạn nghe, các bạn phải tuyển chính những khách hàng của mình trở thành đại lý mới là chuẩn. Bởi vì họ dùng rồi, họ thích rồi, họ tin rồi, họ phải tin thì họ mới bán. Bọn tôi làm lúc vừa đi ăn trưa, tôi có nói bọn tôi làm đầu tư nhé. Bọn tôi đi nước ngoài học, đúng không ạ? Trên một cái xe khách 40 người, có hai hướng dẫn viên, một hướng dẫn người Việt, một hướng dẫn viên người bản địa. Mà bọn tôi bán hàng mà các chị biết là chốt luôn hướng dẫn viên trở thành nhà đầu tư. Tức là nó bán hàng cũng như hơi thở, chứ không phải là mình cứ phải. Tôi thấy là lúc mà mọi người nói chuyện ấy là em rất muốn tìm một người mà có đam mê về mỹ phẩm. Bây giờ lên Facebook hỏi đứa nào đam mê về mỹ phẩm, tôi không biết. Tìm một người như thế rất khó. Các bạn tìm một người là muốn kiếm tiền là đủ. Chỉ cần người muốn kiếm tiền, mình sẽ dạy họ được. Ngu mình cũng có thể dạy được, dốt mình có thể dạy được. Ngu nhiều thì mình dạy lâu, ngu ít thì mình dạy nhanh, có thế thôi. Nhưng họ đã không muốn kiếm tiền, tôi nói với anh chị nghe nhé, ngán nhất là gặp người không muốn kiếm tiền. Có người đấy không ạ? Có ạ. Cái kiểu mà 5 triệu là ổn rồi, 10 triệu là ổn rồi, họ không cần thêm thì mình có dạy bao nhiêu đi chăng nữa họ cũng không học. Nhưng mà kiểu như là như ông Phan Anh, ông tháng kiếm mấy trăm triệu cũng rất là buồn. Bởi vì là ông muốn kiếm 1 tỷ mà vãi thì không có thằng nào đến dạy ông ấy cả. Đấy thì ông ấy rất ham học. Chỉ cần các bạn tìm được một người, người ta muốn kiếm tiền và mình hướng dẫn cho họ, là đủ. Các bạn đừng bao giờ tìm một người là phải giỏi về đầu tư thì mới làm đầu tư, phải giỏi về mỹ phẩm thì mới làm mỹ phẩm, không phải. Người ta gọi đấy là mô hình sao chép. Tức là không phụ thuộc vào tài năng, không phụ thuộc vào tuổi tác, không phụ thuộc vào. Cho nên cái đội mà nó làm như bọn tôi đang làm đầu tư, sinh viên nó chốt đơn là hồng thôi. Bởi vì sinh viên là cái đám nó khác tiền, mà nó kiếm tiền nó cái kiểu nó kiếm tiền nhỏ ấy, nó chưa bao giờ kiếm được tiền to ấy. Mà đưa một khách vào, các bạn biết là các khoản đầu tư toàn vài chục ngàn đô, hoa hồng nó trả 6-10%, thì kiếm được vài ngàn đô quá dễ, cho nên bọn nó rất ham máu. Và đấy là lý do tại sao mà tôi thấy rằng là ở cái đấy, ở cái mô hình của chúng tôi đang làm, già trẻ gái trai không phân biệt tuổi tác, ai có năng lực người ấy hưởng. Người ta gọi là mô hình copy company. Copy là gì? Không phụ thuộc vào ngôi sao,
để mà đào tạo ra. Thứ hai, không phụ thuộc vào người nào phải có chuyên môn gì cả,